nghĩ trong bụng, trời ơi, thóc quăn chắc là khó tính lắm. Mỗi lần em đăng em buồn là chồng em hay đăng lên mạng như vậy. Mẹ em thì ba không thích cái gì, cô tâm sự với mẹ nè. À mẹ, à, con xin lỗi mẹ, con không thể nào ở với, ở với ảnh nữa, con sẽ từ bỏ ảnh. Xin cảm ơn nhãn hàng Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình. Dạ xin chào chú Quyền Linh, dạ, xin chào, chào MC Lê Lộc Vĩ Thương. Dạ chào cô. À, cô tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Mai. Cô hôm nay 56 tuổi, cô đến từ Quý Hương, Gò Công Đông, Tiền Giang. Đây là anh dâu của cô. Dạ, dạ xin mời chú Quyền Linh, chào chị Lê Lộc. Em là Đỗ Thị Trúc Linh. À, em 25 tuổi, em làm dâu của mẹ được 2 năm. Em có một bé 14 tháng rồi chị. À. Ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình á, cô cảm nhận thế nào? Cái ngày đầu tiên á, thì con trai cô nó dẫn cô gái con dâu cô về. À, nó mới có 17 tuổi à. Cái mặt còn non nhớt, khờ, hiền. Thì cô hỏi tới đâu, nói tới đó. Ấn tượng nhất là cái gương mặt nó xinh. Với cả mái tóc lúc đó nó đen, mượt. Mà giờ đám cưới nó uổng, nó nhuộm đỏ đó. Hồi xưa nó mượt là tôi rất ấn tượng, tôi cũng thích lắm. Mới 17 tuổi dẫn về nhà, thấy còn nhỏ quá. Còn nhỏ, cô cũng lo nữa. Lòng dâu sao cũng hơi rầu. Mà thôi kệ, nó còn nhỏ mà. Cái đâu quen đâu, 2 năm sau cái tự nhiên cái đi tới đi lui cũng chơi đi tới lui, mà 2 năm sau cái sao cô không thấy nó dẫn về nữa. Cái cô hỏi con sao không dẫn Linh về chơi nữa, nó nói Linh giận con chia tay rồi. Cái con cái cô nói mày hào hoa quá, tại gia đình cô là gia đình tài tử đơn ca. Rồi cái xong thời gian đó thì cũng đi chơi nào, cô nó cũng có dẫn về một hai cô. Tôi không biết sao cô mới nói vậy. Tôi nói không kể, nó còn nhỏ, đường đời còn dài, tôi kể cái quen nó tìm hiểu lâu cũng khoảng thời gian. Cái nó về nó nói cô mẹ ơi mẹ, con nói mẹ nghe chuyện này nè, con nói mẹ thiệt mẹ, bây giờ con quen lại Linh rồi, mà đợt này con quen lại rồi thôi chắc con cưới Linh luôn. Cô cũng nghĩ tình vậy, tại vì bé này lúc mà thời gian hai đứa giận á, ba nó nằm bệnh viện và rảy chú Hoàng Linh, cái bé này còn là người duy nhất điện hỏi thăm lúc mà ông xã tôi hết bệnh, nó có về nhà thăm, mà trong lúc hai đứa giận hờn vẫn về thăm. Tôi thấy ấn tượng này, đúng không? Dạ ấn tượng cái đó. Còn chị không biết là cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị cảm thấy như thế nào? Công ty cũng ở gần nhà chị, rồi chồng em sáng đưa đi rồi chiều rước về. Trên đường về thì chồng em không có nói trước là sẽ ghé về nhà mẹ. Đột nhiên chạy ngang qua cái đường hẻm vô nhà trong mẹ chị. Chồng em cứ chạy thẳng vô luôn. Em cũng không chưa biết nhà lần nào hết. Chạy thẳng vô nhà em hỏi, ủa anh đi đâu vậy? Anh cũng không nói nữa. Hơi tới nhà rồi ngừng bước chân vô nhà nói là mẹ anh đó. Lúc đó em cũng run lắm. Tự nhiên là không có nói trước mà đột xuất lại xong vô nhà như vậy em sợ. Em mới vô là chào bác. Xong rồi em nghĩ trong bụng lúc đó tóc mẹ em cũng y như vậy nè chị. Là tóc quăn tự nhiên của mẹ. À vậy hả? Em nghĩ trong bụng trời ơi, tóc quăn chắc là khó tính lắm. Với lại cũng nghe chồng em nói trước là mẹ em làm nghề cô giáo á chị. Cho nên nghĩ trong bụng rồi 100% chắc là khó rồi. Cộng thêm cái đầu tóc nữa là khó chắc. Cho nên em cũng run lắm, em cũng không dám ngồi nữa. Tới lúc mà mẹ em kêu là thôi con ngồi xuống đi, lúc đó em mới bất ngờ em mới ngồi xuống. Lúc đó phải nói là em rất là run, nhưng mà nói chuyện với mẹ khoảng được 5 phút em cảm thấy mẹ rất là hòa đồng, rất là dễ chị, nói chuyện rất là vui vẻ, nhẹ nhàng nữa. Nhưng mà về là có mẹ có khó thiệt không? Dạ không chị, tại vì cái nghề của mẹ là cô giáo cho nên đâu ra đó, từ ăn nói cho đến đi đứng. Em thì ở trong đồng đó giờ cho nên ăn nói hơi cục ngủng á chị. Rồi sau đó con dâu về làm dâu thì đúng ý mình không cô? Chung nó cũng hiền, nói chuyện nhỏ xíu à, cô cứ hả 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 không vậy. Giờ cũng còn nói chuyện nhỏ, làm ngay gì nó còn bỡ ngỡ e dè lắm. Cô mới nói thôi con, hồi nào là con là bạn bè thì nó khác. Bây giờ cô đi cưới con nghĩ con là con có cô thôi. Với lại con đừng có sợ gì đó, e dè gì hết. Thì nói cũng ăn uống như mèo. Tuổi con heo mà ăn giống như con mèo. Ăn hết sạch nè, thức ăn của nó chính là thích, không thích ăn cơm, xoài, bánh tráng trộn, ốc. Mà mấy cái loại mà chân gà hấp đồ ra phái cái đó đó. À, cô mới này thấy ốm yếu quá, ăn uống đồ bổ vô. Nó còn ăn ốc, nghĩ có người không ăn luôn á. Không ăn sao sống chú này. Uống nước không? Đâu. Xong rồi chuyện nấu nướng trong gia đình em có phụ mẹ chồng không? Dạ con thì sáng 6 giờ con đã đi làm, tới chiều thì 5 giờ con mới về. Cho nên cơm nước hầu như là mẹ đã lo hết. Về trời chỉ ơi, có ăn thôi. Chú Hùng Linh biết không? Thấy ốm cô Hùng nhất khoát. Cô về cô phải dỗ béo cho mập thêm vài ba ký nữa cô mới yên tâm. Cũng béo chứ, chừng nửa năm tự nhiên béo ngay bụng không à. Nhớ béo dạ, ngay có bụng em bé có bầu chị. Tháng trước tháng sau có bầu. Tháng bầu cô còn lo nữa. Ăn uống ít thai nhi sao rồi cô lo.
Con thấy con hợp với mẹ chồng con điều gì? Dạ con thấy hợp về ăn uống. Hầu như là món nào mẹ nấu thì con ăn con cũng thích cái món đó hết. Với lại là về phương hướng làm đẹp. Em mà xài kem đó em thấy hợp hay là thấy da mặt đẹp? Bắt đầu em lại hỏi mẹ, mẹ ơi con thấy xài cái này đẹp nè, hay là mẹ xài chung với con nha. Mẹ nói ừ để mẹ xài thử coi. Rồi mẹ xài kem đó cũng chịu luôn à. Dạ hai mẹ con hình như là xài mỹ phẩm toàn là chung một hiệu không á chị? Có cái gì chú Linh, con dâu tôi nó làm món gà trộn xoài á, nước mắm là ngon lắm. Yeah. Có lần nó ưa thích thịt vịt lộn, hồi làm gì nó xách một bịch vịt lộn, nó tưởng mẹ biết ăn vịt lộn mà mẹ không biết ăn, ăn được, hồi xưa giờ ăn được. Nó đút cho mẹ ăn thử đi, ngon lắm mà cô ăn được. Cái nó đây, thôi giờ mẹ ăn được, để mai mốt cô mua cái món này cho mẹ ăn. Cái món gì con nó bí mật để mai mốt con mua cho mẹ thấy. Cái bữa sau mấy bữa chơi bữa sau cái đi chợ nó mua gì, nó mua chân gà. Cái cô nói ừ mình đang bụng ủa chân gà đã mình không có răng mình yếu mà mua chân gà chắc thôi để coi làm sao. Cái bắt đầu luộc xong cái bằm xoài nhà đó, bằm xoài là cái mắm chanh ớt, cái nó đem lên mẹ ăn món này là ngon lắm. Cái thôi chắc không được rồi à, thôi mẹ không ăn đâu. Cái nó mẹ ăn thử đi. Cái cô móc miếng cô ăn, trời ơi ngon ghê vậy đó, ngàn cái chân gà mềm rụm á, rất là ngon. Cô tưởng nó cứng, ai nó ngon cái cô bóc cô ăn hoài, trời ơi ngon ơi thôi. Mẹ mốt con làm món này là cả nhà ăn là hết sảy luôn. Cô kể thôi con cũng thấy ngon, muốn chảy nước miếng nãy giờ luôn. Em làm món chân gà sóc xoài á chị. À. Dạ. Nhưng mà đó là lần đầu tiên em làm luôn. À. Em hoàn toàn không có kinh nghiệm làm cái món đó trước. Em mua về xong rồi em lấy điện thoại á chị. Em lên mạng em mới xem là cái cách người ta làm như thế nào. Rồi làm theo lần đầu tiên. Mà mẹ ăn mẹ khen ngon là em thấy cũng thành công rồi. Đây là một trong những cái điều mà mẹ chồng rất là khoái. Thành ra con phải phát huy. Con phải tìm những món nào mẹ chồng thích. Con mua nhiều hơn nữa nha. Dạ cứ mẹ thích là em sẽ làm hoài, làm khi nào ngán. Gà thôi đó hả? Ngon, nhưng mà cái nấu nước, cơm nước thì nó không có làm, nó không có bằng. Nó không thích ăn canh, nó thích ăn khô. Đó, còn cô thích ăn canh, ăn nước, rồi nó thích ăn khô khan vậy đó. À, gà rán, chiên, đồ mấy cái món đó đó, khoái lắm. Xoài sắm, xoài chua chua, xoài ngọt, không khoái vậy đó. Cô ơi, bỏ qua chương trình ẩm thực cô ơi, chết đó. Rõ ràng, không biết là hai mẹ con mình chưa hợp nhau điểm gì không Linh? Chắc em nghĩ là chuyện hay lướt Facebook quá chị. Tuổi trẻ thì đa phần bây giờ là có chuyện gì cũng thường là đăng lên mạng á chị. Còn mẹ em thì nghề là giáo viên cho nên cũng không có thích cái kiểu mà hay tâm trạng gì cũng đăng lên để người khác đọc và đoán tâm trạng của mình. Mỗi lần em đăng em buồn chồng hay là bạn bè hay là các chị làm chung, em hay đăng lên mạng như vậy. Mẹ em thì ba không có thích chỗ đó. Cô cũng rầy nó con á. Cái gì con tâm sự với mẹ nè, có gì buồn mẹ. Đúng chị rồi. Có hai chị hiểu em lắm. Con đừng có nói như vậy, ai có ai giải quyết mình đâu. Tao cười. Mỗi lần ở nhà mà có gì chồng mà nó đi nhà nhậu hay gì ha. Về tới trễ rồi bắt đầu Facebook có rồi đó. Trời ơi. Giống như mỗi lần chồng em đi nhậu á là sẽ biết là tâm trạng của em ở nhà mà chồng đi nhậu là em sẽ bực mình. Mẹ em hay ghẹo em là rồi đó, chồng đi nhậu rồi đó. 5 phút nữa là lên Facebook thấy liền nè. Mà... có tổ chức sinh nhật rồi cho mẹ chồng không? Dạ chưa, hình chưa. Như là chưa. Chưa. Nhà nói chung cũng lâu lâu cũng hay tổ chức tiệc chừng vài tuần, tiệc tùng rồi vui chơi ca hát nhà ca tài tử á. Rồi cái con hai bài về ca hát chơi cũng rồi cái sinh nhật rồi cũng ít nghĩ tới chuyện ca tài tử làm câu cho nó vui không? Làm câu vậy thôi để hôm nay tới chương trình thôi. Xin tặng cho chương trình cho khán giả một câu vọng cổ trong bài Qua Mùa Trắng sáng tác của Ngự Bình. Tôi đưa đoàn chiến sĩ qua sông, được chỉ lái đò kể cho nghe chuyện người con gái. Tôi hỏi người con gái tên gì, chỉ vào cây hoa dài. Tôi hỏi hoa gì, chỉ nói hoa mua. Tôi mới lỡ miệng nói đùa, bông hoa rừng ai để mà mua. Chỉ bỗng nhìn tôi với cái nhìn thông cảm, rồi tay vuốt nhẹ vào tay tôi như nói hài yên lòng. Trời ơi, ngọt quá trời ngọt. Chị nói với tôi ở đây không có hoa lan, hoa quệ, hoa hồng, chỉ có hoa mua vàng dài sương nắng.
mà chẳng phai màu đôi sắc trắng trong. Qua mùa đón mặt trời thêm rực rỡ, qua mùa đón trăng trăng vẻ nét long lanh. Qua mùa sinh ra từ miền núi hiền lành, tô điểm cho đời thêm hương sắc. Hay quá. Trời ơi, có mẹ chồng nghệ sĩ vậy là vui quá rồi. Chú Đồng Linh biết hát với mẹ không? Con thì hát đọc không à? Đọc, đọc nhạc rap, đọc chữ không mà mẹ đọc luôn. Dài không chịu hát. Dạ, ở nhà em thì chỉ có ba là không biết hát, còn chồng với mấy chị với mẹ ai cũng hát hay hết. Giới thiệu Đồng Linh, nhưng mà em thì không biết hát. Tranh con gái cũng ca ca sĩ trong trường thôi. Trời ơi, gia đình quá nghệ sĩ luôn. Vậy là những gia đình nghệ sĩ sống bằng cảm xúc rất là vui luôn. Vui lắm, bởi vậy thoải mái với con dâu lắm, không có căng thẳng. Thoải mái luôn á. Rồi con có đọc rap được hả? Đâu rap thử một câu ấy. Con thử rap câu. Con nhận. Anh ngâm nga về câu hò lý cây bông. Anh hò cho một cô em gái đang chạy tóc bên sông. Anh chỉ sống như mái chèo không có đất mênh mông. Chỉ còn em còn ngồi chạy tóc anh quyết ở mãi bên sông. Ơi hò là hò ơi, trong đầm gì đẹp bằng sen. Quê mình ai đẹp bằng em, em xinh đẹp không cần bằng khen. Mới tí tuổi mà đã bị thẹn gọi bầu kết nên tóc em đen dáng dịu dàng và đoan trang. Đừng vội về nhà chi sớm, em ơi khoan. Là duyên nghe anh niễn rồi ghiền, em nở nụ cười duyên. Vậy là em thích anh là xiền. Thôi chú yeah. Không biết là cái cô con dâu này là còn điểm gì mà cô chưa hài lòng không? Cô con dâu này nhiều khi nó còn nó trẻ người non dạ. Dạ. Khi có chuyện nhỏ nhặt cô bỏ qua được cô bỏ qua. Còn cái chuyện mà nhiều khi nó hơi khó khá chút á cô cũng rầy. Cái đề bữa đó con cô nó cũng đi nhậu. Đi nhậu về cái con cô nó về thì cô nói thôi hai vợ chồng ở nhà đi, mẹ về ngoại ngủ một đêm, bị bà ngoại thì bệnh. Dạ. Lâu lâu về ngoại ngủ một đêm, sáng mày về sớm cho con dâu đi làm, bị nó làm 5-6 giờ vậy đi làm. Về cái ông người kia nhà nhậu hơi sần sần không biết nói làm sao. Cái cô về bên ngoại ngủ nửa đêm. Tự nhiên cái điện nghe tiếng điện thoại nửa đêm kỳ, ủa ai vậy? Hả lẹn lên. À mẹ, là con xin lỗi mẹ, con không thể nào ở với ảnh nữa, con sẽ từ bỏ ảnh. À, chồng gì mà đi nhậu về, không phụ vợ con lo con, ai gọi điện đi nữa, đi mới về 12 giờ, lúc 12 giờ mới về. Con nghĩ là con vô con gọi, con mời mẹ ba con ra nói chuyện, rồi con sẽ không ở đây nữa. Cái cô thấy thôi điều này nông nổi quá rồi, con nói thôi, cái gì để đi sáng mẹ về. Cô buồn bữa đó, cô khỏi ngủ luôn, con nói thôi sáng cô về cô giải quyết. Về cái cô thấy thằng con cô nó ngủ ngái gọt hò bên đây là về rồi đó. Cái cô hí hí cửa cô nhìn sao thằng bé con dâu cô nó nằm im. Cô để cô nó dậy, có nói cô gì không? 6 giờ cái nó dậy thấy mặt tỉnh bơ à. Cô hỏi sao hôm mà con điện có nói mẹ vậy? Nói rồi tối này ảnh đi vậy đó về. Con buồn con tức quá, đêm ẩm vô hai ba lần con buồn. Hỏi chứ không phụ con mà đi cho nhậu tới giờ đó. Con nói vậy chứ vợ con hết giận. Phải nồng nổi hả? Cô mới nói nhà cô nói thôi, mốt không cô không dậy nữa vợ chồng. Chút xíu vậy mà con làm lớn chuyện. Cô rầy cái hiểu ý rồi thôi. Này nó còn nhỏ còn nồng nổi lắm nữa. Dạ, cái tính của con thì vậy. Nhưng mà có bao giờ là mẹ chồng làm mình buồn không? Đa phần là đều em làm cho mẹ chồng buồn thôi. Vậy hả? Rồi có một lần nữa chú Quỳnh Linh, bữa đó nó dỗ con nó ngủ phòng á, cô với cháu ngoại, bé cháu ngoại mới ngủ nằm ở dọc ngoài giỏng coi truyền hình chơi. Cái hai mẹ bà cháu mới coi tivi mới giỡn hơi lớn tiếng cũng vô tình. Lúc mà cô đi ngủ rồi cô thấy cái tin nó nhắn vậy nè, mẹ giỡn với cháu ngoại nhỏ còn cháu nội ngủ nữa. Trời ơi cô tím mùi tức, cứ cô tức cô mới đi. Trời ơi cũng lẽ giờ mình bé ngủ mình vô mình nói nó thì bé thức. Tức cô đi ra đi vô, cô đi tới luôn qua cái cửa. Cô không thể nào để sáng được hết. Thấy im cô vợ cửa, Linh giờ bé thức, khờ ngủ của cô cũng tức. Con nhắn tin mẹ không hay, thật sự con nói vậy mẹ buồn dữ lắm, buồn nhất luôn á. Chẳng thà con nói mẹ ơi, bo ngủ rồi. Mẹ nói giỡn nhỏ thì mẹ không buồn. Cũng hai câu nói giống nhau, cũng giống. Mà cái câu nói nghe hay hơn. Cô còn trẻ quá, dâu đó. Có gì bộc trực à. Bộc trực, nói vậy. Thích gì nói đó chứ không có biết cái sâu xa của nó. Giỡn ở cháu ngoại, còn cháu nội ngủ nữa. Con hỏi vậy. Rồi mỗi lần mẹ nói vậy con có buồn không? Con thì cái tính con là vậy. Mỗi lần mà chuyện gì làm cho con bực mình thì con nói quả ra như vậy thôi. Có bao giờ con mua quà tặng cho mẹ chồng chưa? Quà to lớn chắc là chưa, nhưng mà thường thường thì em với mẹ hay đi chợ á, thấy người ta bán đồ như vậy, mẹ ơi bán đồ đẹp quá thì em dẫn mẹ vô lựa. Ví dụ như là một bộ đồ hay là một cái áo, một cái nón đôi dài gì đó em dành trả tiền luôn cho mẹ. Nhưng mà những cái món quà mà con dâu mua là mẹ có sử dụng không?
Có một lần Tết biết dâu buồn không, hôm nay mẹ nói hồi Tết đó, đi chợ đó, sắm quần áo nó mua cho mẹ cái áo mà mẹ về mặc không vừa, cái mẹ có cái cô chê cái con thấy mẹ mặc vừa mà cô thấy nó mặc ngắn quá cô không chịu. Cái cô thôi mẹ không mặc đâu, thôi mẹ không mặc hả lấy mà cô không mặc tội nghiệp với nó. Thằng cô nó thẳng, cái tật cô thẳng thắn lắm. Tôi cứ cô kể con gái con nghe gái đi, mẹ dâu mua đồ mẹ không mặc nó buồn, thôi với mẹ để mà mặc ở nhà cũng được, sợ nó buồn. Hôm nay lên đây cô cũng chia sẻ biết cô có buồn mẹ không. Để mặc cho nó vui đi. Nhiều khi nó muốn ngắn ngắn cho nó tin cho nó đẻ lên á. Dạ, cũng nhưng mà so với người ta thì nó không có ngắn đâu chú, nhưng mà là do mẹ hay mặc dài quen quá nên mặc đó. Cái đó thì ngồi mặc dài nó già lắm, mặc ngắn ngắn đi mấy đứa trẻ nó ngắn lên nó thấy hồi lòi đúng luôn á. Bây giờ thì xem chồng con nói gì nha. Dạ. Tật xấu của Linh là mỗi lần em đi nhậu về là hay đăng những status lên Facebook, nhưng có vẻ như là trách móc này nọ kia. Nhưng thì mẹ em thì không thích, mà cũng không qua chương trình này thì mong Linh nó sẽ là hạn chế việc đăng status lên Facebook. Mà mỗi lần đăng lên vậy thì nhiều người sẽ nói này nói kia nên em không thích. Và thì cũng mong em là hạn chế lại bớt. Mẹ thì cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã lo lắng cho vợ chồng và chăm sóc cho cháu rất là chu toàn. Thì mong qua chương trình này tình cảm giữa hai mẹ con thì sẽ gắn bó hơn. Sao? Chồng nói vậy đúng không? Đúng rồi. Đúng nãy mẹ nói rồi ha. Mẹ có muốn nói gì với con dâu và muốn con dâu thay đổi điều gì không? Cũng muốn con dâu thay đổi là con á gọn gàng chút, phòng ốc rồi con cái thôi nhanh lẹ, ví dụ như con đi làm về tranh thủ cái gì sắp xếp nhanh lẹ bị có con nít. Còn nói thì nói lớn chút xíu, nhiều khi nó nói mẹ hả không à, đó mua đồ trên mạng đổ bớt lại chút, đáng con không mua mà không đáng, nhiều khi nó còn hơi phí chút xíu, yêu cầu con như vậy thôi. Nàng dâu có mong muốn mẹ chồng điều gì không? Em không có đòi hỏi vợ mẹ nữa hết, em còn thấy nợ mẹ nhiều nữa. Dạ, ngoài chương trình con hứa là con sẽ thay đổi để cho mẹ vui. Con có một món quà nhỏ để tặng cho mẹ thay lại cảm ơn. Đây, nãy nó có gửi món quà cho chú Linh cầm giùm. Wow. Từ trước tới giờ chưa có cơ hội để tặng mẹ món quà gì hết, mà lời thương thì con cũng càng chưa nói. Cho nên sẵn chương trình này con vừa tặng món quà cũng như kèm theo những lời thương con dành cho mẹ. Đấy. Chúc cho cả nhà chúng ta sẽ yêu thương nhau mãi mãi. Chúng tôi có một món quà để làm kỷ niệm với gia đình. Con cũng xin được thay mặt chương trình xin gửi gia đình mình một vài món quà. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là cân điện tử Yakio, xin gửi tặng chị. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-trong-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương hương thơm còn mãi. Chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn chị. Cảm ơn cô, cảm ơn em gái. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Thế đi vô cũng run lắm, thấy mẹ sao khó quá, giờ mặt mẹ khó dữ à. Con ở đâu? Nơi Đồng Tháp. Nói xa dữ vậy, được cái gì cũng vô mét mẹ không à. Có chuyện gì lớn bé là cứ vô tâm sự với mẹ. Xin mời. Dạ, chào cô. Dạ, chào cô ạ. Mời cô ngồi. Dạ, chào chị, xin mời chị ngồi ạ. Cảm ơn hai mẹ con đến tham gia chương trình. Hôm nay đến đây tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu thì chúc cho chú Quỳnh Linh với Lê Lộc dồi dào sức khỏe. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Tôi tên là Đặng Thị Tuyết, năm nay 58 tuổi. Đây là con dâu tôi. Dạ, xin mời chị ạ. Dạ, em chào chú Quỳnh Linh, chào chị Lê Lộc, chào anh Dạ. Em tên Nguyễn Thị Trúc Ly, 27 tuổi ạ. 27 tuổi. Mình làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ, 2 năm rồi chị. À, vậy hả? Chắc mình có em bé rồi ha. Dạ, em con em được 10 tháng ạ. À. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai á, cô cảm nhận về cô gái này như thế nào? Tối hôm đó cũng tối khoảng 8 giờ mấy rồi. Đi họ đi đang nằm ở nhà mọi bữa thì cứ dục biểu chứ. Sao không chịu đem cô nào về đây giới thiệu đi coi đẻ. Má cứ từ từ đi làm gì đâu mà gấp dữ vậy. Không ấy để tao kêu người làm mai cho. Cái nói thôi
mai có giờ tối hôm sau dắt về 8 giờ mấy rồi đi làm về cái vô cái con chào cô con chào chú xong cái bắt đầu ô con dâu sao mà đẹp bé Phụng ơi anh Long mày đem dâu về đẹp quá kìa nhìn đấy sao mà dễ thương quá. Cô dễ hỏi vậy chứ ủa con năm nay con nhiêu tuổi, anh nói con 23 tuổi, con ở đâu, nói Đồng Tháp, nói chứ xa dữ vậy. Rồi đây là cô người Bắc mà bây giờ lấy người Nam thì không biết làm sao, cô nghĩ trong bụng thôi. Cô mới hỏi được có hai câu cái rồi đưa về bên nhà trọ bên đó rồi hai vợ chồng ngồi nói chuyện được chứ. Trời ơi bây giờ không biết làm sao đây, lại quen người Nam, đã rể người Nam rồi giờ lại quen gặp dâu người Nam nữa không biết làm sao đấy. Thì giờ chịu được con thương đâu mình gả đó, hay là giờ nó ưng đâu mình cưới đó, chứ giờ mà mình có ép được nó đâu. Cứ lần nào cũng đến thì cô cũng vui vẻ, cô cũng hỏi thăm vậy thôi. Còn nàng dâu không biết cái lần gặp đầu tiên mẹ chồng có để lại cho mình ấn tượng gì không? Bữa đó đi uống cà phê với ảnh á, cái tự nhiên cái ảnh đòi trở về luôn, chứ anh không hỏi ý kiến gì trơn á. Cái anh chở tới cửa nhà, cái đi vô cũng run lắm, thấy mẹ sao khó quá, giờ mặt mẹ khó dữ à, cái sợ run hết trơn luôn á, không biết nói gì trơn. Mẹ hỏi gì thì cứ trả lời cái đó thôi, xong cái cứ nắm cái áo chồng cứ kêu về về chuồn về luôn. Dạ thành ra rồi nó ủi sao mới nói mấy câu về rồi đó. Ngày đầu sợ quá hả? Dạ. Thì sau đó về làm dâu thì sao? Dưới Đồng Tháp thì nấu rất là ngọt, về nấu mà đưa hoài không biết nấu, làm bữa cơm rất là lâu. Trời ơi, đưa cho bữa cơm sáng mà phải nói là 1 giờ rồi mà vẫn chưa xong. Bữa đó về làm dâu cái sáng để ngủ gì, hai vợ chồng ngủ đến 9 giờ, mẹ chồng cũng mà thôi ông bảo chứ sao giờ này tụi nó chưa dậy, má mày kêu coi. Thôi kệ nó, cho tụi ngủ đi, nó về làm dâu mệt nó cho nó ngủ đi, ngủ đến sáng giờ mẹ nấu sẵn ăn. Tôi nấu thì nó ăn được hay không không biết, còn nó nấu thì em chồng mà còn chê vậy chứ. Chị nấu canh nhưng mà lạt nhát là kho gì, sao mà cứ đường ngọt 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 khó ăn quá. Tôi cũng biểu chứ con ơi, lần sau con nấu sao cho thêm muối một chút hay thêm miếng nước mắm mà đừng có cho đường nhiều. Dạ. Yeah. Không ăn đường quen, bắt đầu học hỏi thì nấu cũng vừa. Nhưng mà con về làm dâu người Bắc con phải hiểu điều đó chứ đúng không? Mình bớt đường đi, thêm nước mắm vô. Hoặc bỏ đường luôn, chế nước mắm không, chế muối luôn. Có bữa con cũng làm vậy nữa. Ủa vậy đó hả? Có làm vậy luôn hả? Dạ. Rồi ăn được không? Mặn quá mà ăn không được. Trời chín xuống trời. Mà nó làm ai thiệt. Có làm mà giờ rồi cuộc đó hả? Cả nhà không ai ăn được hết. Cái bữa đó cơm ế quá trời luôn. Bố chồng cũng đi ăn mì gói, em chồng đi ăn mì gói. Trời ơi, chết rồi. Xong mình ăn luôn. Cái ăn mì gói, cái nó đem đổ. Anh nói, trời ơi, chứ giờ không ăn được, có hai vợ chồng ăn. Cái chồng biểu chứ, trời ơi, em nấu vậy sao ba với mẹ ăn được. Rồi sao chừng nào con mới nấu được? Dạ, sinh xong. Khoảng bao lâu? Cả năm á. À. Cả năm luôn. Là mẹ rồi cứ nấu cho anh. Rồi những cái ngày mà không nấu được con làm gì? Dạ con trốn trong phòng. Con trốn hả? Dạ trốn trong phòng á, khi nấu xong cái chồng đấy ra ăn cái là đi ra. Là ai nấu, mẹ nấu hả? Dạ mẹ nấu. Coi như tới giờ nấu cơm rồi con trốn. Dạ. Cũng hay. Rồi mình thấy có gì hợp nhau cô? Rồi sau này chị thì hai mẹ con rất là hợp mà nhau nấu nướng cái rồi mẹ nấu à nấu cái gì cái này cứ ăn ngon lành, rồi con nấu cái gì thì mẹ cũng vừa ăn rồi đó cả nhà. Là hợp giảm thật luôn. Còn về nhất là cái là mua hàng online. Mẹ cái này đẹp nè mẹ. Ờ mua đi. Mẹ mua cho con. Hay con mua cho mẹ cái này nó. Cái nào mà mua nó mốc mà không vừa cũng treo lại đó. Hợp nhau gì mua sắm rồi. Mua hả? Sắm rồi đi siêu thị này nọ cũng rủ nhau đi. Có ngày làm rất là cảm động chú Quỳnh Linh. Ngày sinh nhật của mẹ thì là bữa đó từ trước giờ là nói chung là có mỗi con gái làm cho một lần sinh nhật, rồi tới phiên con dâu về là biết ngày sinh nhật thôi. Cái mẹ đi làm về, hai vợ chồng đi chở nhau đi đâu á, ai vậy đi đặt bánh sinh nhật xong mua lẩu về ăn. Cái việc chúc mừng sinh nhật mẹ nè, rớt nước mắt mà cảm động về con á. Ủa sao hôm nay mà con nhớ rồi ngày sinh nhật của mẹ, mẹ còn không nhớ nữa. Hai mẹ con có hay tâm sự với nhau không con? Dạ cũng có. Hay buồn chồng cái chạy ra mẹ ảnh này kia đâu. Là lúc đó là mẹ là người bên ai nhiều hơn? Dạ bên em nhiều hơn. À hả? Không được cái là mẹ với dâu thì là rất là hợp về, có gì cũng chạy ra là mẹ mẹ hôm nay anh đi nhậu mẹ, kéo nó về, kéo về đây ngay, nói biểu chứ giờ viện cớ biểu em nhức đầu hay là gì cứ nói đại đi cho nó về. Về cái mẹ la nó đó, em cứ nói với mẹ không à, cái gì cũng nói để mẹ lan. Được cái gì cũng vô mét mẹ không à. Có cái chuyện gì lớn bé là cứ vô tâm sự với mẹ. Mẹ buồn hay là gì cái mẹ hôm nay mẹ gì mà mẹ buồn mẹ nói con nghe đi. Cái này mẹ hay nè. Dâu tâm điểm sự này đó là rất là thuận lợi. Bởi con dâu cái gì cũng tâm sự với mẹ chứ mẹ có gì cũng nói với con dâu luôn.
Qua cái thời gian ở với nhau 2 năm thì con cảm giác có những cái điều gì mà con chưa hợp với mẹ chồng? Không thấy cái gì mà chưa hợp, chỉ có nấu ăn thôi là chưa hợp. Nấu ăn mẹ gì thì hết rồi. Dạ. Đúng không? Còn cái gì cũng hợp với mẹ trơn mà, miễn em sai gì mẹ cũng bỏ qua cho hết. À. Được cái như là Ly này thì làm dâu thì cái gì sai là mẹ nói thẳng, nói con ơi cái này con làm không đúng nè. Được cái ai vô trong nhà lớn bé, già trẻ gì nhưng không quen hay quen gì vô thì cũng chào hỏi. Dạ. Rất là lễ phép. Được cái ngoan như vậy, được cái chưa có mang tay mang tiếng, nội bên ngoài ai cũng thương. Không, cô dâu này hiền ngoan mà. Đúng. Nhìn gương mặt cũng rất là phúc hậu luôn ha. À, một đứa con 10 tháng rồi hả? Dạ. Việc chăm sóc em bé thì nó có được hòa thuận với nhau không? Em là con đầu á cho nên không biết gì chân, mẹ cứ kêu đâu thì lấy làm đó. Mẹ thì chị từng ly từng tí à, cứ chỗ nào sai thì chị, nhưng mà được cái nó ngoan không bao giờ cãi. Con cho nó ăn như vậy, nó ăn vừa phải thôi, đừng cho nó ăn, nó không ăn nữa con đừng ép. Chứ ép rồi chút nữa cũng ra nó ói cũng như không. Em ăn được nhiều em ăn. Nghe theo hướng dẫn của mẹ chồng. Dạ, để dạ. Chăm sóc con đúng không? Dạ. Có một cái là con hơi nóng tính á, là cho nó ăn cái nó không chịu ăn, cái là con la hay là đánh nó, cái ba với mẹ cứ la cái vụ đó. Kiểu em bé thì nó còn ăn ít lắm, nó ăn rồi mà cái rồi dâu này nóng tính cứ la con không, mà cái rồi tôi với nó chứ con đừng la nó đâu có biết gì đâu, giờ chỉ có là cho nó ăn được nhiều ăn, còn bú sữa mẹ đi tốt hơn, con cứ cho nó bú đi, con đừng có chăm sóc mà cứ ép nó ăn quá cũng không được. Yeah. Có bao giờ mà mẹ chồng la là con buồn không? Dạ không, tại vì đánh nó xong á, la nó xong á cũng thấy sốc, tại vì nó còn quá nhỏ. Nhỏ quá mà đánh gì con? Dạ mà tại lúc mà sanh xong á cái tự nhiên thấy nóng tính quá. Mới có 10 tháng có biết cái đầu đánh dạ, nó chi. Mà con la nó thì cũng đâu ai nghe đâu, con nghe thôi mà. Dạ. Thấy không? Quan trọng là mình kiên nhẫn khi chăm em bé thôi. Chắc có lẽ rằng con cũng còn quá nhỏ, mẹ chồng cũng nuông chiều này kia cũng còn thương dạ. yêu. Nhưng mà con mình lớn chút xíu nữa, rồi con lớn chút xíu nữa thì con cũng phải học nhiều món ăn để nấu cho mẹ chồng ha. Dạ. Thì mình còn ở lâu dài cũng có thể xảy ra vài mâu thuẫn, nhưng cái hay nhất của con là gì? Chia sẻ mẹ chồng. Tôi cảm giác là như thế. Đúng vậy, chú Quỳnh Linh, cái gì cũng chia sẻ hết mà. Cô có mỗi thằng trai à? Dạ. Mỗi dâu à, hai gái mà có một dâu thôi. Con một đó. Dạ. Thôi giờ con về đây cũng là như con dâu cũng như gái mẹ thôi, chứ mẹ không coi con là con dâu. Nếu mà con thương mẹ, coi mẹ như mẹ ruột của con á, thì là con cứ nghĩ như vậy đi, rồi đừng có giận mẹ. Còn có gì thì con cứ nói thẳng với mẹ, chứ mẹ không thích bảo con co. Cái tánh mẹ nóng á, nhưng mà mẹ la rồi mẹ không có để bụng. À, cái hay là cái chia sẻ đó. Hôm nay thì con của cô có gửi một lá thư. Nguyễn Thành Long, quận 9 hả? Dạ. Dạ. À, cha dán kỹ vậy ha. Quyền Linh là người đưa thư và đọc thư thôi. Chào chú Quyền Linh. Trước tiên con chào chương trình. Mẹ chồng nàng dâu đã tạo điều kiện cho gia đình con gặp gỡ để con đọc đi. Chết rồi, chú đọc không ra, sao con đọc ra đây? Chú già cả mắt cũng không có đeo kính nhìn không ra. Chào chú Quyền Linh. Trước tiên em chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã tạo điều kiện cho gia đình em gặp gỡ nhau. Em tên Nguyễn Thành Long, 30 tuổi. Qua chương trình này em cũng mong muốn mẹ giữ gìn sức khỏe tốt, bớt làm việc và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Còn vợ em, anh muốn vợ hãy sống tốt và chăm sóc gia đình tốt hơn, yêu thương hai ba con anh nhiều hơn nữa, luôn giữ mãi tình cảm giữa hai mẹ con và mọi người trong gia đình được hòa thuận mãi như vậy em nhé. Con yêu mẹ nhiều, anh thương vợ nhiều lắm. Em chào chú Quyền Linh và chị Lê Lộc. Chúc hai MC được dồi dào sức khỏe và chúc cho chương trình mỗi ngày phát triển hơn. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, em Long. Chú cảm ơn Long nha. Thương yêu vợ nhiều nha con, bớt đi nhậu đi ha. Cảm ơn con và chúc vợ chồng con hạnh phúc nha Long ha. Rồi hôm nay thì ta cũng đã nói về những cái góc khuất đó và đã nhận ra những cái gì mà mình cần phải làm trong cái thời gian sắp tới. Chú nghĩ rằng con chia sẻ với mẹ nhiều hơn nữa nha. Dạ. Hôm nay con có mong muốn mẹ thay đổi điều gì không? Con thấy mẹ bớt làm lại, giữ gìn sức khỏe, yêu thương con nhiều hơn. Dạ. Thôi mẹ con mong muốn con là gì? Mẹ mong muốn con là lúc bớt ngủ lại. Ngủ tới 90 giờ thôi ạ. Hèn chi nó tròn quay ha. Chúc cho chú Quỳnh Linh với lại cô Lê Lộc được dồi dào sức khỏe. Dạ. Chương trình cho mọi ngày đi lên. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô và gia đình mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an.
chúng ta sẽ có một cái món quà để dành cho gia đình và gửi tặng cô với em. Con cũng xin thay mặt chương trình gửi tặng hai mẹ con mình Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là cân điện tử Yakio. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-in-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương hương thơm còn mãi. Một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn hai mẹ con đã đến tham gia chương trình ạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn chú Trần Linh với lại Lê Lộc. Dạ. Cảm ơn khán giả. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bốc thăm trúng thưởng dành cho khán giả tại trường quay. Con số may mắn ngày hôm nay sẽ nhận được một chiếc nồi cơm điện của thương hiệu Akino trị giá 350.000 đồng là con số mấy đây? Xin mời chú Quyền Linh. 06. Xin chúc mừng anh. Dạ xin mời anh đứng ở đây ạ. Xin gửi tặng anh món quà là một chiếc nồi cơm điện ạ. Cảm ơn anh, chúc mừng anh ạ. Và khán giả xem truyền hình cũng có cơ hội nhận được một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino khi trả lời câu hỏi thông qua trang fanpage của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xin cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ala Bio đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Lê Lộc và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại chương trình sau Mẹ Chồng Nàng Dâu quý vị nhé. Trải qua hơn một năm phát sóng, chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã có rất nhiều câu chuyện được chia sẻ, giúp gắn kết mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Con pha nước cam cho nó uống được rồi, con ăn yết đi, kệ nó. Bây giờ mà nói là em thương ba chồng hơn ba ruột. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dâu của mẹ được 5 năm rồi. Năm thứ 2 rưỡi là bị gãy gánh chút xíu. Con nó nấu ngon á. Thì là bé Yên nấu. Nó dở thì nó kêu má nấu chứ không phải con. Ai nhìn nó kêu không hiểu luôn. Cứ kêu con ruột cô đâu biết con dâu đâu. Tôi không có ấn tượng với gái thành phố. Vì gái thành phố nó không có biết nấu ăn, không có biết làm gì. Trong mặt mẹ căng dữ vậy ta. Khó lắm hay sao vậy.